Có lẽ anh hơi kỹ tính trong tình yêu, hơi nhút nhát, thì cũng chưa có bày tỏ những cái gì sâu sắc nhất thôi. Được không, bạn trai được không? Anh trai ngon lành ạ. Có sao cho mai này kia được không? Nó nghe là được cái gì chẳng nhỉ? Dạ, giấy tờ với quần áo với lại đồ. Thường ta xách sổ đỏ, sổ hồng. Dạ có luôn anh. Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Tôi mở tôi coi dưới đi. Trời có số nữa. Dạ. Trần Văn Ngân. Trời ơi. Tức là đất ở đâu vậy Linh? Đây là sổ đỏ. Dạ bên Vin City á chị, tòa khu tái định cư công nghệ cao á. Quận mấy em? Quận mấy? Quận 9 á. À. Nhà em quận 7. Nhà em là quận 7, còn đất của em là quận 9. Dạ. Em ơi, nhà nhiều quá em ơi. Dạ, chị không biết nói sao luôn. Mời nhà trai. Ơi. Chào anh Linh. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, xin chào bạn gái bên kia và chào quý vị khán giả. Em là Trần Văn Ngân, năm nay 44 tuổi, quê quán ở Nghệ An nhưng mà hiện sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. 44 tuổi Trần Văn Ngân. Dạ dạ. Anh quê Nghệ An nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì làm công việc gì? Dạ hồi xưa thì em quản lý các khách sạn á. Sau đó làm quản lý cho công ty kết sắt Aiko Nhật Bản bên kết sắt á. Làm kết sắt. Dạ. Rồi bây giờ tới làm gì nữa? Dạ vẫn kết sắt nhưng mà bán trên online với lại là kinh doanh bất động sản. À, tức là vẫn là làm kết sắt. Đúng là sắt, kết sắt đi cho nó hoành tráng chứ. Cái này khác khác nhau. Cái này là cái cặp táp, còn kết sắt là chống trộm chống cháy. Mình xách kết sắt đi cho nó chống hết luôn. Còn em giới thiệu mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Em tên là Thu Sang, hiện tại là chuyên viên tư vấn tài chính cấp cao của Manulife và Ngân hàng Tiên Phong. Hiện tại thì em đang làm việc tại Bình Dương. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 33 tuổi ạ. 33. Anh trai bên đây 44 ha. Dạ dạ. Vậy là bên đó cũng hơn bên đàn nữ nhiều ha. Dạ. Cũng ít thôi, tình yêu mà không có trên là tuổi tác được. Bây giờ nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi anh trai. Điểm yếu của em thì hơi nhút nhát với con gái chút xíu. Nhút nhát với con gái. Dạ dạ, với cũng hơi nóng tính một chút. Còn điểm mạnh của em thì tự lập và nói chung là thích công việc nhà, nói chung công việc gì em làm được. Rồi chị em làm được cái gì thì mình gần như làm được hết. Em điểm mạnh của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là giao tiếp tốt, tự tin, độc lập về tài chính. Rồi cái điểm yếu của em? Điểm yếu của em là em hay mũi lòng. Khi mà nghe một cái câu chuyện nào đó nó hơi xúc động một xíu là em dễ rơi nước mắt. Ồ vậy đó. Dạ. À. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là em hay quên đó chị. À vậy hả? Dạ. Em có nhớ bạn trai tên gì không? Bạn tên Ngân. Bạn trai bao nhiêu tuổi em nhớ không? Bạn trai 44 tuổi. Vậy đó hả? Em có nghĩ là mình sẽ quen một người lớn tuổi như vậy, em có ngại ngùng gì không? Em cũng không có ngại là bạn trai lớn tuổi. Vì em nghĩ phụ nữ quen người lớn tuổi thì người ta sẽ chững chạc hơn. Có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 rồi. Trời ơi nhát gái mà 3 mối. Mối đầu tiên yêu được mấy năm? Dạ em yêu 5 rưỡi. Có người Nhật bảo lãnh em qua nhưng mà em không có qua. Bởi vì nó em thì hướng nội. Cái bản thân của em mà hơn là em vẫn thích ở Sài Gòn, kiểu thích mình tự lập á. Rồi kế tiếp yêu người gì nữa? Dạ người Việt. Người Việt. Dạ hai người Việt thì có tìm hiểu nhưng mà trong một thời gian có người hơn 1 năm, 1 năm nhưng mà tìm hiểu vậy thôi. Trong một thời gian quá dài mình lãng phí quá thời gian. Đến 44 tuổi mà bạn chưa từng kết hôn luôn á hả? Dạ. Ôi coi như còn origin đó. Coi như là như vậy đúng không? Cũng không có gì mấy đâu. Nói chung là đây cũng một cái người khó tính với trong tình yêu đúng không? À, cũng hơi em hơi cầu toàn một chút cầu xíu. Toàn nhưng mà hơi bị kém với chỗ đó, nói chung là không có lựa chọn. Ví dụ thấy đẹp thấy yêu là thích là. Nói chung cũng như cái duyên số anh khó. Duyên số đúng rồi. Mà em nói là em thích cầu toàn có nghĩa là em thích đẹp phải không? Có nghĩa em người bạn gái của em phải đẹp hả? Dạ cũng dễ thương với nói chung là nhiều yếu tố nhưng mà trước đây thôi chị, bây giờ ế rồi cho nên không dám cầu toàn. Rồi còn bạn? Dạ em thì trải qua 2 mối tình chính thức. Ừ. Mối tình đầu tiên thì em quen cái người đó nhỏ tuổi hơn, thì cái cách sống của hai đứa cũng khác nhau cho nên là tụi em chia tay. Rồi cái mối tình thứ hai là tụi em quen nhau được 3 năm, anh ấy không có chí cầu tiến. Những cái lời nói mà anh ấy nói với em á thì anh ấy đều không thực hiện được. Và em thì không có thích người đàn ông mà chỉ nói bằng miệng mà không có hành động. Thế cái điều mà em không thích ở cái người bạn trai của mình là gì? Kỹ tính quá. Ừ. Với lại em không thích người đàn ông hút thuốc. Với lại gia trưởng. Có thuốc không? Dạ không anh. Có gia trưởng dạ không? À. Có kỹ tính không Linh? Dạ em chỉ sạch sẽ thôi, không có kỹ tính chị ơi. Nói chung là em cũng dễ lắm. Dạ. Nói chung không đến mức kỳ tính dạ, lắm đâu. Mình dạ. Thấy người này cũng rất là thoáng. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Hình mẫu lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Dạ tại vì ba của em thì rất là thần tượng anh Quyền Linh. Cảm ơn em, dạ. Cảm ơn ba em. Dạ. Anh bên đây thì trẻ hơn anh rất là nhiều. Tươi hơn anh rất là nhiều, giỏi hơn nữa. Vấn đề chỗ còn lại là
Dạ em chào chị. Có lẽ chào anh em. Hơi kỹ tính trong tình yêu, hơi nhút nhát nên cũng chưa có bày tỏ những cái gì sâu sắc nhất thôi. Được không, đằng trai được không? Đằng trai ngon lành ạ. Có sáng mai này kia đúng không? Nó nghe là được cái gì chẳng nhỉ? Dạ giấy tờ với quần áo với lại đồ vật vặt. Thường ta xách sổ đỏ, sổ hồng. Dạ có luôn anh. Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Con mở tôi coi ý coi. Trời có số nữa. Dạ. Trần Văn Ngân. Trời ơi. Tức là đất ở đâu vậy Linh? Đây là sổ đỏ. Dạ còn... bên Vin City á chị, chỗ khu tái định cư công nghệ cao á. Quận mấy em? Quận mấy? Dạ quận 9 á. À. Còn nhà em quận 7. Nhà em là ở quận 7, ừ, còn đất của em là ở quận 9. Dạ. Em ơi nhà nhiều quá em ơi. Dạ, chị không biết nói sao luôn. Em có muốn bạn trai của mình là có nhà, có đất mà kinh tế vững vàng ổn định không? Dạ, theo em nghĩ để mà có một cái gia đình hoàn hảo thì em nghĩ tài chính rất là quan trọng. Ừ, quan trọng vậy. Dạ. Bây giờ chỉ còn vấn đề của hai bạn thôi. Dạ. Tại vì tôi cũng rất là yên tâm khi mà giao nhà gái qua cho bạn này. Tại vì cơ sở bạn quá là vững vàng rồi. Sao? Bắt đầu. Bắt đầu đi. Chào anh. Anh có bó hoa tặng em. Dạ, em cũng có hoa tặng với lại đây là hộp sô-cô-la. Dạ. Tượng trưng trái tim nhiều quà anh tặng. Dạ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em hộp quà. Dạ. Thôi mở quà đi nào. Anh chỉ cần mở. Dạ. Cái lý do mà em tặng cho anh cái quyển sách này, bởi vì cái quyển sách này có một cái đặc biệt nữa, anh mở ra xem ạ. Bình thường á, nó khép lại thì nó chỉ có một nửa trái tim thôi. Nhưng mà khi mình mở ra thì ở bên đây nó sẽ là cả một trái tim. Đúng rồi. Và ở trong cái quyển sách này á, nó có hai phần, một phần dành cho anh và một phần dành cho em. Thì em hy vọng rằng là sau này hai đứa mình sẽ viết lên những cái gì tốt đẹp nhất vào trong cái quyển sách này. Hay quá. Cảm ơn em nhiều, anh sẽ làm. Em cảm nhận với anh thế nào? Em cảm nhận anh là một người chững chạc nhưng hơi kỹ tính. Cái tính cách của em thì em thích một cái cuộc sống tự do. Sau khi lập gia đình thì em có cái mong muốn là em vẫn đi làm bình thường để phụ giúp được cái tài chính và để sau này mình có được một cái cuộc sống ổn định nó tốt hơn. Thì em nghĩ là cả vợ và chồng đều có công ăn việc làm ổn định. Như vậy thì mình cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn. Bởi vì em nghĩ tài chính rất là quan trọng. Về tài chính thì anh nghĩ là em nếu như mà anh em mình đến được với nhau thì em cũng không quá băn khoăn về điều đấy. Anh nghĩ là thế. Bây giờ mình... bàn tới chuyện là mình cũng lớn tuổi rồi đó. Dạ, dạ đúng rồi. Bây giờ mong muốn là nếu mà lấy nhau thì khoảng bao lâu mình sẽ tới, hỏi đi hỏi. Nếu như em cho anh hỏi một chút xíu, ví dụ như mình đến được với nhau á, thì trong thời gian mà mình kết hôn sớm nhất có thể thì theo em thì được bao nhiêu tháng? Thì em nghĩ là để tìm hiểu được một người á, xem là cái người đó có hợp với mình hay không, có vì mình mà thay đổi hay không, thì em nghĩ là cái thời gian cần ít nhất cũng phải một năm. Một năm hả? Dạ. Anh nghĩ cũng hơi dài. Bởi vì với em thì anh nghĩ cũng không dài lắm, nhưng với anh có thể là hơi dài. Do mình thôi. Dạ. Mình đối xử thế nào, mình chăm sóc thế nào, mình nuôi dưỡng thế nào mà cổ rút lại. Dạ. Thậm chí mình làm thế nào cổ rút lại còn có 1 tháng. Ừ, đúng rồi. Hơi quá. Nếu mà được sớm càng tốt. Nhưng mà nếu em quyết định 1 năm thì cũng tùy em. Nói chung là anh cũng... Càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Do mình hết á. Bây giờ mình nói về quan điểm con cái, trai gái gì đi. Con thì thực sự thì sao cũng được. Con trai con gái nghĩa là em và con khỏe mạnh là được. Anh con gì cũng được. Con gì anh cũng quý như nhau. Thì em nghĩ là con cái dù nam hay nữ đó là trời cho. Đúng rồi. Trời cho con nào thì mình nuôi con đó. Bây giờ trong gia đình á, mà như vậy thì tiền bạc thì sẽ là vợ chồng cùng giữ hay là như thế nào? Theo anh nghĩ thì chắc có lẽ phụ nữ thông thường là tính toán chi ly hơn. Ừ. Nếu mà có em thì anh nghĩ anh sẽ bàn giao cho em hết. Còn anh đơn giản lắm. Vì anh không có nhậu nhẹt này, không có thuốc lá, nói chung không có gì hết, chỉ có công việc với lại gia đình. Nói chung là anh ấy cũng muốn lập gia đình sớm. Yeah. Cũng có con, cũng mong muốn điều đó. Tất cả mọi điều nói tới giờ anh nói đó, thật sự là Linh thấy rất là thật lòng luôn đó. Yeah. Bên kia cô gái rất là dễ thương, rất là tình cảm luôn. Bây giờ mình hát tặng cô ấy một bài nào đi. Anh xin hát tặng em với anh chị MC với cùng khán giả một bài Tết cho em. Tết nay anh không thèm kéo mất, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh cũng chẳng đi chơi, cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mộng đời, tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Hay quá.
Trời ơi, bên đàn gái mình đáp lại liền đi em. Em hỏi anh rằng mai này chúng mình nếu đường thành đôi, anh ước mơ gì? Thật lòng hãy nói đi anh. Anh đừng e ấm nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi, anh chớ giấu hay ngại ngùng thẹn thùng. Dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau, em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng không. Hay quá. Trời ơi, bạn nữ hay quá. Bây giờ mình về chỗ đi. Nói chung là bây giờ mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. À, chuẩn bị để tay vào nút bấm. Mình cho nhau cơ hội nha. Bấm là trao duyên cho nhau. Bấm là chắc chắn chúng ta tạo cơ hội để tìm hiểu, để yêu nhau nhiều hơn. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Nào, bước lên đây. Em có thể nói lên cảm nhận của mình. Cảm nhận của em là trái tim của em chưa có rung động. Rất tiếc điều đó. Chúng ta tôn trọng cái sự rung động của trái tim thôi. Một con người của anh cũng rất là dễ thương, chân tình. Một em gái cũng thật sự là mình sống bằng cái sự chân thật của tim mình. Nếu em bấm thì cũng không ai biết điều gì cả, bởi chúng ta không dối mình được. Hy vọng rằng trên sóng truyền hình đó có hàng triệu người cũng sẽ bấm nút cho Ngân, và cũng có hàng triệu người sẽ bấm nút cho cô gái xinh đẹp của chúng tôi. Không sao cả, chúng ta sẽ là bạn của nhau. Cảm ơn. Thực ra chị thấy như vậy nè, tôi dù các bạn không bấm nhưng mà các bạn có thể là sẽ trao đổi trong công việc, trong cuộc sống, điều đó rất là tốt. Yeah.